Bây giờ chúng ta thấy thế gian này, thế gian có không ít người phú quý. Của cải của họ từ đâu mà có? Họ chưa kiến tánh, đều là phàm phu lục đạo như chúng ta. Tại sao trong phàm phu lục đạo không có bình đẳng? Ngày nay chúng ta gọi là giàu nghèo không đồng. Bây giờ người ta thường nói do chế độ xã hội tạo nên. Điều này không đúng. Tôi tin Phật Pháp nói đúng. Không liên quan gì đến chế độ, mà liên quan đến sự tu tập của chính mình. Trong đời này nếu có thể đem của cải ra bố thí, giúp những người cần đến, càng thì càng nhiều. Số mạng có của cải là từ đây mà ra, không phải người khác cho mình. Không ai có thể cho ta. Người đời này giàu có, được ước vạn tài sản, đều là trong đời quá khứ tu tài bố thí tích lũy nên đời này được hưởng quả báo tốt. Vấn đề là như vậy. Nếu đời này họ mê muội, không biết nhân tu được trong quá khứ, tưởng rằng mình rất giỏi, có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền, không chịu tiếp tục tu tài bố thí, trở thành người keo kiệt, đời này hưởng hết phước báo, đời sau không còn nữa. Đạo trời rất công bằng, không phải người có tiền đời này qua đời khác đều phát tài. Không phải. Người đời này bần cùng không có tiền, có thể tiết kiệm để tu một chút bố thí, đời sau được đại phú quý. Đây gọi là đạo trời. Đạo trời là quy luật tự nhiên, không phải do con người đặt ra. Chỉ vì đọc Liễu Phàm Tứ Quân, trong này có một câu chuyện, chuyện kể rằng có một cô gái nọ tuổi thơ gia cảnh rất nghèo hèn. Cô ta đến chùa lạy Phật mà trên người chỉ có 2 hào. Nhưng cô thành tâm thành ý đem cúng Phật 2 hào này. Hòa thượng trụ trì thấy cô gái này chân thành như thế, bèn đích thân ra hồi hướng công đức cho cô ta. Sau này lớn lên, cô ta may mắn được làm Dương Phi. Bèn trở lại ngôi chùa ngày xưa, mang theo ngàn vạn lượng vàng để cúng dường tu phước. Hòa thượng trụ trì cho đệ tử của mình ra tiếp đại. Cô ta tỏ vẻ không vui, đến hỏi hòa thượng: lúc con còn nhỏ chỉ cúng dường có 2 hào, sao lão hòa thượng lại ra hồi hướng công đức cho con? Hôm nay con đem đến nhiều vàng như thế, vì sao hòa thượng lại không đích thân hồi hướng cho con, mà chỉ để đệ tử đứng ra làm hồi hướng? Hòa thượng đáp rằng: thuở nhỏ cô cúng 2 hào với tâm chân thành, nếu tôi không hồi hướng rất có lỗi với cô. Hôm nay cô làm Dương Phi, sự ngạo mạn rất lớn, rất cao.
không coi ai ra gì. Ngàn vàng này trong mắt cô có đáng là bao? Để đệ tử tôi tiếp đãi cô là đủ. Bởi vì đối với việc bố thí không phải là bố thí nhiều hay ít, điều này không quan trọng. Quan trọng ở chân tâm. Nếu dùng chân tâm, tùy bố thí ít nhưng đạt được nhiều. Nếu bố thí mà có tâm cống cao ngã mạn, tham sân si mạn, dù bố thí nhiều nhưng đạt được rất ít. Trong câu chuyện này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Phải dùng tâm chân thành. Tôi tin người học Phật chúng ta, thậm chí là người không học Phật, có không ít người tin vào vận mệnh, thường đi xem bói toán, xem phong thủy, thích tìm đến những người này. Có đạo lý chăng? Không thể nói không có đạo lý. Không có đạo lý, nghề này đã không còn tồn tại trong xã hội. Đương nhiên có đạo lý. Tháng trước có người hỏi tôi, có tin phong thủy chăng? Tôi nói tôi tin, nhưng không cần người khác đến xem phong thủy. Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh. Trong kinh điển Đại Thừa nói như thế. Đây là nói định phong thủy. Phong thủy thay đổi tùy theo ý niệm chúng ta. Nếu tâm chúng ta tốt, nơi ta ở phong thủy không tốt, ở khoảng 3 năm phong thủy tự nhiên trở thành tốt. Nó chuyển biến theo ý niệm của chúng ta. Còn như ý niệm không tốt, bất thiện, dù nơi đây phong thủy rất tốt, ta ở đây khoảng 3 năm phong thủy cũng biến thành xấu. Khi hiểu được chân tướng sự thật này, còn cần xem phong thủy nữa chăng? Không cần thiết. Quan trọng là ý niệm mình đoan chánh. Mỗi niệm đều là nhân nghĩa đạo đức. Như vậy sao không tốt được?